Anh Cương ơi, làm thế nào để mình thấy được cái cuộc sống mơ ước của mình vậy anh nhỉ? Em đang mông lung về tương lai của mình quá anh ạ. Cảm ơn Lan đã đặt câu hỏi này cho anh. Ngày xưa anh cũng giống như em vậy đó. Nói chung là cũng rất là trông chênh với những cái ước mơ hoài bão và tương lai của mình. Cũng không biết rõ là mình muốn đi đâu về đâu cả. Cũng cứ thấy mọi người đang sống và mình sống thôi. Nhưng mình không biết rõ cái đích đến của mình. Và đến một ngày anh được Minh Sư chỉ điểm cho một điều rằng nếu như mà chúng ta đã có đích đến á, thì cần gì phải vội. Mà chưa có đích đến á, thì vội để làm gì đâu. Vậy thì nếu mình càng làm rõ cái điều mình mong muốn trong cuộc đời này, cái cuộc sống mình mơ ước á, thì chúng ta sẽ có được nhiều nguồn thông tin để chúng ta làm cho cuộc đời mình trở nên ý nghĩa hơn. Ở đây đó là chúng ta sẽ thấy rõ được cái cuộc đời mình mong muốn có từ gia đình nè, từ cách chúng ta giao tiếp với xã hội, những mối quan hệ xã hội, công việc, những gì chúng ta có từ tài sản, vật chất, cho tới năng lực, cho tới mối quan hệ, cho tới cơ thể, sức khỏe của mình. Tất cả mọi thứ nếu chúng ta hình dung rõ được thì nó sẽ đơn giản vô cùng để chúng ta đạt được. Và một cái điều là khi chúng ta rõ ràng cái điều chúng ta mong muốn thì chúng ta sẽ không còn lo sợ bất kỳ điều gì nữa, bởi vì chúng ta đã có cái đích rồi mà. Em có thấy là khi mà em có cái đích thì tự khắc là em tin tưởng không? Ví dụ giống hôm nay anh đang ngồi ở quận 2 và em đang ở quận 4 đúng không? Khi em biết là em cần phải chạy về quận 4 thì em sẽ rất rõ ràng con đường em đi, em sẽ rất rõ ràng về cái cách em sẽ đi và em sẽ rất tự tin để đi. Còn nếu không á thì chúng ta sẽ rất là mơ hồ và bị rất nhiều những nỗi sợ chi phối. Sợ không đủ cái này, sợ không đủ cái kia, không đủ tiền, không đủ thời gian, không đủ năng lực, không đủ mối quan hệ, không đủ rất nhiều thứ cản trở mình. Thứ hai là chúng ta sợ không được yêu thương. Chúng ta sợ rằng khi chúng ta làm điều này, làm điều kia sẽ không được ai đó yêu thương, quan tâm. Chúng ta sợ ai đó phán xét. Và cuối cùng là chúng ta ở mãi thôi. Chúng ta nghĩ rất rất nhiều. Vì vậy nên là bước đầu tiên là hãy rõ cái điều mà mình đang mong muốn, con đường mình muốn, cuộc sống mơ ước của mình. Thì chắc chắn tương lai sẽ rất là đơn giản để mà hạnh phúc. Cảm ơn Lan rất nhiều đã đặt câu hỏi này cho anh nha.